Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Truyện viết từ trại tị nạn Ingham của tác giả Đỗ Trường. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bữa nhậu trong đám cưới con ông bạn ở Mayham hơi bị buồn tẻ. Có lẽ cũng bởi tại giai nam lấy gái Bắc, sự thông gia một cách miễn cưỡng, bắt buộc ấy của ông lính Việt Nam Cộng Hòa với ông bộ đội do sự vô tư lựa chọn yêu đương, không ai có thể ngăn cản của đôi con trẻ, cùng sinh trưởng ở mảnh trời Âu này. Tôi ngồi giữa cái lằn ngăn cách vô hình đó, đang gật gù, nhấc lên, đặt xuống để lấy đà, tạo khí thế cho hai họ. Chợt có bàn tay cứng ngắc ở sau gáy cùng tiếng cười khùng khục. Thằng cu Đỗ Trường, bao năm mày biệt tích, sao bây giờ lại dám ngật ngưỡng hò hét ở đây? Không quay lại, nhưng tôi biết ngay đó là Hùng Tà Lọt. Dù trên 20 năm không gặp lại gã, Hùng Tài Lọt người Bà Rịa, nguyên là người lính địa phương quân, cùng trung đội với Sơn Phối, bố của chú rể. Sau 30 tháng 4 năm 1975, hai gã dắt tay nhau vào trại tập trung cải tạo, rồi vượt biên, cùng định cư ở Mais. Nghe nói, ngày còn chiến tranh khói lửa, Hùng cũng là tiểu đội trưởng, thượng sĩ hay trung sĩ nhất gì đó. Nhưng không hiểu sao, cái Bích Nam, tức là nickname Tà Lọt, vận vào gã từ khi nào. Trước đây, có một lần tôi hỏi về cái biệt danh này, gã cười khì khì không nói. Tôi quen với Hùng Tà Lọt và Sơn Phối vào khoảng cuối năm 1989, đầu năm 1990, khi chuyển từ West Berlin, tức là Tây Đức, về trại tị nạn Ingham. Buổi tối vừa chân ướt chân ráo tới trại, tôi đang loăng quăng ngoài hành lang ngó tìm nhà vệ sinh. Đột nhiên cánh cửa phòng trước mặt bật ra. Tuy giật mình, song do phản xạ, tôi co người ôm mặt. Rất may cánh cửa chỉ đập đúng khuỷu tay và hai đầu gối. Đau điếng cả người, tôi vịn vào tay nắm cửa đứng dậy. Nhìn vào phòng, thấy có một gã răng vỗ thấp đậm, mặt xanh như đít nhái, đang lập bập xin xỏ gì đó với hai người đàn ông đứng quay lưng ra cửa. Có lẽ thấy có người đến, hai gã đàn ông quay ra, nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, vẫn hai gã đàn ông ấy chở gạo, mì tôm, thực phẩm châu Á vào cho những người mới đến như chúng tôi. Nhìn thái độ, mặt mũi tươi rói của hai gã khác hẳn với khuôn mặt thần chết tối hôm qua, làm tôi thấy lạ. Và cứ cách tuần lại thấy hai xe của gã đầy ấm áp thực phẩm vào phân phát cho từng người. Tất nhiên, gã răng vỗ cũng được nhận đầy đủ, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mấy tuần sau, đang hì hục ngồi viết, thấy hai gã đi với Dương Tấn Thành, biên tập Nguyệt Sang hướng Việt từ Wiesbaden vào tìm tôi. Anh Thành đến cảm ơn tôi đã cộng tác và tặng Nguyệt Sang số Tết. Bởi trong đó có mấy truyện ngắn của tôi. Lúc chuyện trò, tôi mới biết tên và Spitznamer, tức là nickname của hai gã là Hùng Tà Lọt và Sơn Phối. Phải nói hai gã này rất khoái đọc sách báo và hay chuyện. Kể từ đó, cuối tuần phân phát xong thực phẩm, hai gã thường kéo tôi về nhà hoặc ra quán bia ngồi khật khừ cho đến khuya. Khi tôi về định cư ở Van Han bên cạnh Bermeisen, nơi gã vỗ chuyển đến, Hùng Tà Lọt ghé tai dặn: "Mày phải đề phòng, tránh xa thằng vỗ, tức là Phạm Văn Bén. Thằng này cùng dòng họ, cùng làng ở Bà Rịa với tao, xong lá mặt lá trái, lưu manh lắm đó nha." Dù vâng dạ, xong quả thật tôi không nhập tâm cho lắm cái lời của Hùng Tà Lọt. Bởi tôi và Bén vỗ cùng cảnh lao động, rồi nhập trại tị nạn, tầng đáy của xã hội còn chó gì nữa mà phải đề phòng cắn xé nhau.
xong giấy tờ và ổn định nơi ở được mấy hôm, ông hàng xóm sang thông báo, chẳng biết do chỉ định hay tự phong, bén vỗ từ nay là hội trưởng người Việt vùng Burma nhé. Do vậy, mọi sự vụ liên quan giữa người Việt với sở xã hội ngoại kiều đều phải thông qua hắn. Tôi bảo không quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên, mấy lần vô tình gặp, bén vỗ có vẻ quan cách khệnh khạng lắm. Nhưng sự lên lớp, rao giảng này nọ cùng cái kiểu chửi vung xích chó của bén vỗ dường như làm cho Phong Liều, tức là Trịnh Văn Phong, hơi bị ngứa họng, bảo: "Đờ mờ, mày là cựu an ninh cộng sản, chửi cộng sản cũng hay phết nhỉ." Thấy tôi lặng người trong dòng hồi tưởng, Hùng Tà Lọt thả lỏng tay và hỏi: "Thằng quỷ, không nhận ra tao thật hả?" Tôi cười: "Em quên bác thế nào cho được, hơi bị xúc động chút thôi." Hùng Tà Lọt cười ha hả, bắt tôi cạn với gã một vại rồi bảo: "Xong đây, tao và mày đến nhà thằng Phong Liều ở Luffyhafen uống tiếp, lâu rồi không gặp nó." Phong Liều người Phan Thiết, cái quái gì hắn cũng giỏi, cũng nghiền, từ rượu chè hút sách, kéo máy cờ bạc cho đến đánh lộn. Chỉ có duy nhất tiếng Đức không bao giờ hắn chịu học. Do vậy, thời Đông Đức, tay nghề kỹ thuật hắn rất giỏi, nhất nhì của nhà máy. Đến mấy gã thợ cả người Đức cũng phải nể, máy móc dây chuyền sản xuất dù ở phân xưởng khác, đôi khi hư hỏng nặng, thợ ở đó chịu không sửa được, đều phải gọi hắn đến. Ấy vậy mà, lương tháng của hắn lúc nào cũng bét nhất. Cuối tuần, hắn thường đến chỗ tôi xin tiết canh, cổ hủ và lòng lợn. Nên có lần tôi bảo ông cố gắng tu tính và học hành chút chút, lương lậu khá lên, còn gửi về giúp gia đình chứ. Hắn cười hờn hệt, bảo đếch cần, đếch cần. Rồi không ngờ bức tường Berlin sụp đổ, người Việt ở phía đông chạy loạn xà ngầu. Tôi và Phong Liều gặp nhau ở trại Ingeheim. Dù đã điện báo trước, tôi và Hùng Tà Lọt vẫn phải chờ dưới đường khá lâu. Phong Liều mới mở cửa vào nhà nặng mùi hương khói âm u. Hùng Tà Lọt hỏi: "Nhà có dỗ chạp gì sao?" Phong Liều lắc đầu: "Không." Thấy người lừ đừ, không có gì dáng vóc của Phong Liều khi xưa, tưởng hắn ốm, tôi hỏi tiếp: "Ốm đau sao đấy?" Hắn lại lắc đầu: "Không." Trò chuyện thăm hỏi một lúc, như sực nhớ ra, hắn vò đầu bứt tóc: "Bỏ bia rượu từ lâu rồi, hai ông uống tạm nước suối nhé." Có lẽ lại lên cơn nhạt miệng, Hùng Tà Lọt lừ mắt: "Thôi, xuống quán ngồi." Phong Liều bảo: "Có uống đâu mà xuống." Hùng Tà Lọt đứng dậy: "Không uống thì ăn, đi cho vui." Phong Liều bảo: "Quả thật đã ăn chay trường từ mấy năm nay rồi." Nghe vậy, tôi và Hùng Tà Lọt hơi bị sững người. Bất chợt, tôi nhìn lên điện thờ đỏ rực ở giữa nhà và câu chuyện nhạt dần, từ ngữ lạc lõng, cứ như ở hai đầu âm dương ấy. Tuy vậy, ra khỏi nhà, vẫn còn nghe tiếng Phong Liều dặn: "Uống xong nhớ quay về ngủ nhé." Nhưng tâm trạng tôi và Hùng Tà Lọt vẫn còn cảm thấy nặng nề lắm. Vào quán, ực đến ly bia thứ hai, Hùng Tà Lọt mới lẩm bẩm: "Thằng này chắc đã chứng theo bóng cô bóng cậu gì rồi." Lúc này, tôi mới nhìn kỹ Hùng Tà Lọt. Dù gã có cố gắng che giấu sức khỏe, tâm trạng sau những vại bia ly rượu, song nhìn vào khóe mắt, tôi nhận ra sức đã cạn, tâm sâu thâm thẳm của cái tuổi 68. Với hơn 40 năm trường xa quê, thấy tôi nhìn hơi bị kỹ, Hùng Tà Lọt đẩy vại bia mới gọi về phía tôi: "Nhìn gì, uống đi thằng quỷ." "Này, bốn mấy năm, nỗi đau thù hận cũng đã thành chai sạn rồi. Bác nên một chuyến về thăm quê, vài năm nữa sức lực còn đâu mà về." Không để tôi nói hết câu, Hùng Tà Lọt nổi cáu: "Mày không bao giờ hiểu hết được chúng tao đâu." Bị cục hứng, tôi yên lặng nhìn, ngoài kia ánh nắng chiều nhạt cuối tháng tư lùi dần về phía sau bức tường xám rong rêu. Xa xa có tiếng chuông nhà thờ đang ngân lên. Đột nhiên, Hùng Tà Lọt xuống giọng hỏi:
còn nhớ thằng bé Vỗ. Trước ở trại Ingham, sau về Burmans cùng mày không? Nhớ, nhưng sao? Không trả lời tôi ngay, mắt Hùng Tà Lọt ngân ngấn như có nước, hướng về nơi dường như xa xăm lắm. Thật lạ, cái nhìn và thái độ cũng như tâm trạng cảm xúc ấy của gã, tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôn trọng giây phút đó, nên tôi lặng lẽ uống nốt ly trước mặt. Ngoài kia, những tia nắng cuối ngày chợt tắt, làm cho đàn chim dưới sân cũng vụt bay về tổ. Gió từ đâu đó khẽ luồn qua khe cửa, hơi lạnh. Tôi đứng dậy khép chặt cửa sổ, vừa ngồi xuống, Hùng Tà Lọt bảo: câu chuyện oái âm này, nghe xong mày sẽ hiểu thêm tại sao hơn 40 năm chúng tao chưa một lần về thăm quê nhé. Nếu ở hoàn cảnh ấy, mày sẽ phải làm những gì? Tôi gật đầu, rồi gọi thêm mấy vại bia, và câu chuyện của Hùng Tà Lọt được bắt đầu như vậy. Quả thật, sau những ngày ở tù cải tạo, Hùng Tà Lọt càng thấm câu thù hận mà người lính địa phương quân phải gánh chịu. 1.200 bắt được thì tha, 900 bắt được đem ra chặt đầu. Đang vật vờ, khi thì theo thuyền đánh cá ngoài khơi, lúc thì xúc than thuê, năm 1978, Hùng Tà Lọt gặp lại Sơn Phối ở Biên Hòa. Hai gã kéo nhau về Bà Rịa, kế hoạch tổ chức vượt biên bắt đầu, và ngay ở cửa biển quê hương Hùng Tà Lọt. Hai lần đầu đều thất bại, bởi thuyền không vỡ thì bị biên phòng truy đuổi. Rất may, do thông thổ địa hình nên Hùng Tà Lọt và Sơn Phối đều chạy thoát. Tiền bạc nợ nần chồng chất, hết đường vay mượn, hai gã tưởng chừng không còn một tia hy vọng nào nữa. Nhưng cuối năm 1979, do sự móc nối giới thiệu của mấy người cùng chuyến đi trước, một thương nhân là chủ thuyền đã tìm đến hai gã. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hai gã được đi cùng với điều kiện lo bến bãi, phụ lái và trông coi máy móc. Thời gian này, người tàu cũng ồ ạt ra đi, dẫn đến việc bảo kê bến bãi như một thứ luật bất thành văn của an ninh biên phòng. Do vậy, làm luật xong, đường đi có vẻ mở ra hy vọng, Hùng Tà Lọt khấp khởi trong lòng. Đêm cuối tháng, trời tối đen như mực, rừng cây im lặng, nước dưới sông cũng ngưng dòng chảy, chỉ còn mái chèo khua vỗ nhẹ mạn thuyền xa dần, rồi chìm vào trong đêm. Sự tĩnh lặng ấy càng làm cho Hùng Tà Lọt và Sơn Phối đề phòng, thận trọng hơn, đưa từng nhóm người xuống thuyền nhỏ, xuôi ra điểm tập kết không xa nơi đây để lên thuyền lớn. Chuyến đi không nhiều người và phần đông là những người lính vừa thoát khỏi nhà tù nhỏ, do vậy tất cả đều gọn nhẹ. Hùng Tà Lọt và Sơn Phối đưa 4 người cuối cùng ra đến bờ sông, đang lên thuyền, thì từ bụi cây 2 bóng đen vọt ra, dí mũi súng vào lưng Hùng Tà Lọt và Sơn Phối, hai người đứng sau cùng. Đứng lại, chống cự là bắn liền. Nghe giọng nói khá quen, Hùng Tà Lọt quay lại, nhận ra Bén Vỗ và Hai Đẹt. Cả hai đều là người làng và Bén Vỗ là con ông chú họ của mình. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, Bén Vỗ tuổi chưa đầy 17 đã đeo băng đỏ, nhảy ra ngã tư dẫn đường cho bộ đội, rồi làm trật tự và trở thành người cách mạng 75. Lăng xăng một thời gian, hắn được đi học nghiệp vụ an ninh và từ đó dù còn rất trẻ, song hắn đã trở thành một máy chém rất tàn bạo, không chỉ đối với những người chạy trốn vượt biển. Nghĩ Bén Vỗ và Hai Đẹt không nhận ra mình nên Hùng Tà Lọt hỏi: anh đây, chúng mày không nhận ra sao? Anh đã đóng tiền làm luật rồi. Giọng Bén Vỗ lạnh tanh: không nhận ra ông, làm sao chúng tôi biết mà đến? Đây thuộc địa bàn an ninh do chúng tôi quản lý. Các ông làm luật cho ai, chúng tôi không cần biết. Nghe giọng sách mé và biết Bén Vỗ và Hai Đẹt ăn mảnh, kiểu này chẳng khác gì trấn lột. Tuy lộn ruột, song Hùng Tà Lọt vẫn kìm nén. Bọn anh cùng đường rồi, anh em làng xóm với nhau, các em thông cảm cho bọn anh đi. Bén Vỗ hơi xuống giọng: chúng tôi có thể
Thông cảm cho ông, còn những người ở đây thì không được. Tất cả đứng thành hàng một và tự động bỏ hết ra, nếu không chúng tôi buộc phải khám xét. Toàn là những lính chiến đã dày dạn trận mạc, kinh qua tù tội, nên mọi người vẫn im lặng, bất tuân, chờ đợi. Biết là gặp phải cái tận cùng của sự khốn nạn, Hùng Tà Lọt vẫn năn nỉ và mặc cả. Hay mỗi người tự nguyện đóng góp trong khả năng của mình có thể để cho các em nhậu chơi, bởi tất cả anh em ở đây đều trong hoàn cảnh khó khăn, bi đát đến tận cùng rồi. Hùng Tà Lọt nói chưa dứt câu, Bén Vỗ nói như quát. Không được, tất cả đứng vào hàng. Biết không thể dùng lời và chắc chắn chỉ có hai con ngựa non này, nên Hùng Tà Lọt bấm tay Sơn Phối làm hiệu và bảo: Có gì các anh em bỏ hết ra cho nhanh rồi đi, để họ khám xét lâu lắm. Dường như hiểu được ý Hùng Tà Lọt nên mọi người rục rịch cởi đồ. Cùng lúc đó, Bén Vỗ và Hai Đẹt vừa lơi tay súng để rọi đèn pin đã bị Hùng Tà Lọt cùng Sơn Phối quật ngã. Tất cả ùa đến tước súng đè chặt hai gã và tọng dẻ vào miệng. Cả hai bị trói chặt, ngút ngắt, nằm như heo chuẩn bị mang đi chọc tiết vậy. Có lẽ trong lúc tức giận và sợ bị lộ, có mấy người định kéo hai gã ra bờ sông. Cho hai thằng này đi mò tôm, rồi chuồn cho nhanh. Hùng Tà Lọt ngăn lại, làm thế nhẫn tâm quá và chúng ta sẽ thành kẻ giết người. Dù có vượt thoát thì chúng ta mãi mãi bị ám ảnh và giày vò. Hãy mang chúng vào sâu trong rừng, cột vào cây. Ngày mai có lẽ có người vào đó và giải cứu chúng. Lúc đó chúng ta cũng đi xa rồi, mấy thằng này gà què ăn quẩn chỉ tác quái được ở cái làng, cái xã này mà thôi. Chẳng biết do đã làm luật hay may mắn thuyền vượt qua cửa an ninh biên phòng, ra đến hải phận quốc tế khá thuận lợi. Tuy nhiên, mấy ngày sau, máy tàu bị hỏng, ì ạch sửa chữa mãi dường như bất lực. Trong lúc nước uống lương thực đã cạn kiệt, tưởng sẽ đi điếu, nhưng rất may thuyền của Hùng Tà Lọt trôi đúng vào khu vực trong hành trình tìm kiếm cứu hộ của tàu Cap Anamur. Vậy là tất cả được cứu, và từ đó Hùng Tà Lọt cùng Sơn Phối định cư tại Đức. Vậy là bác may mắn rồi còn gì nữa, nhiều tàu thuyền bị vỡ đắm, chết chóc, cướp bóc, hiếp dâm, kẻ may mắn sống sót bị ám ảnh cả đời ấy chứ. Mà này, cái thằng Bén Vỗ an ninh bác vừa kể có liên quan gì đến thằng Bén Vỗ trước ở trại Ingeham và Bermazen với em không nhỉ? Tôi cắt ngang lời kể của Hùng Tà Lọt bằng một câu hỏi, và những lời an ủi như vậy, cầm ly bia đưa lên môi, nghe tôi hỏi Hùng Tà Lọt vội đặt xuống. Thì nó chính là thằng Bén Vỗ ở trại Ingeham đấy. Cái oái âm trớ trêu như tao đã nói cũng bởi từ thằng này. Có lẽ cố nén lại cảm xúc nên một hơi Hùng Tà Lọt ực cạn vại bia. Thấy vậy tôi bảo, ở cái tuổi của bác mà ực bia như vậy thì còn khí thế và tráng kiện lắm. Có gì bác cứ nói hết ra cho nhẹ lòng. Gã cười rồi đi tiếp một mạch vào chuyện. Sau gần một năm cư ngụ ở Đức, Hùng Tà Lọt mới nhận được thư nhà. Lá thư đầu mang tin buồn làm gã ám ảnh và lo âu. Bởi sau một ngày Hùng Tà Lọt đi, người ta cũng tìm thấy và giải cứu Bén Vỗ và Hai Đẹt. Tuy nhiên, do bị bệnh hen phế quản, Hai Đẹt đã bị chết trước đó. Cái chết của Hai Đẹt rơi đúng vào thời điểm nhà nước phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Vậy là nhân vật điển hình đã xuất hiện, tấm gương sáng Bén Vỗ và Hai Đẹt xuất hiện đều đều trên báo chí, truyền thông. Nghe đâu còn rục rịch làm hồ sơ phong anh hùng cho liệt sĩ Hai Đẹt. Và sự tung hô Hai Đẹt càng dâng cao bao nhiêu thì gia đình Hùng Tà Lọt càng bị thê thảm bấy nhiêu. Dường như ngày nào cha của Hai Đẹt cũng đến nhà Hùng Tà Lọt đập phá, hăm dọa, chửi bới. Chịu hết nổi, ông cha của Hùng Tà Lọt phản kháng lại. Hai ông già tay bo trước sân nhà, người sức đầu, kẻ mẻ tráng. Tất nhiên, đụng đến gia đình liệt sĩ ở thời điểm điển hình đó chẳng khác gì mó vào giái ngựa.
Trước tòa, ông ba lãnh án 12 tháng tù giam. Ở tù được 6 tháng, đang khỏe mạnh bình thường, thì ông ba lăn đùng ra chết. Bà ba ngơ ngác khi nhận giấy chính tử. Ông ba chết bởi cảm lạnh của nhà tù. Từ đó, con đường sống của các em hùng tà lọt cũng bị hẹp lại, đành phải lìa xứ. Năm sau, chẳng biết tại số hay quả báo đến sớm, đang ở đỉnh cao tài lộc, bén vỗ đốc chứng, dám phạm thượng, chạm nọc đúng vào con của một đấng ngồi trên. Thế là đùng một phát, cả đống đơn từ bằng chứng từ trong nước ra đến hải ngoại tố cáo, bén vỗ bảo kê trấn lột, không chỉ những người chạy trốn vượt biển. Tiền nhiều, nhưng lần này có dời cũng chẳng cứu được. Những người biết rõ về bén vỗ đều cười rùi và nói vậy. Tuy nhiên, bén vỗ còn một chút may mắn, do sợ ảnh hưởng đến phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, gã không phải ra tòa mà chỉ ngậm ngùi về nhà ôm đít vợ. Chờ sóng gió qua đi, bén vỗ chuồn về Sài Gòn, mua bằng trung cấp thể thao, nhập vào nghề gõ đầu trẻ. Cho đến năm 1987, vợ chồng bén vỗ âm thầm mua hai suất sang Đức lao động. Khi có ai đó tung tin hắn dùng bằng cấp giả, nghĩ mãi không ra kẻ độc mồm độc miệng nào, bởi hắn nhiều kẻ thù lắm. Trời về khuya, người đã quay quay, tôi ôm chặt hùng tà lọt, như gã đã ôm chặt nỗi đau của mình từ suốt mấy chục năm qua. Sự cảm thông ấy dường như có làm vơi đi nỗi đau trong lòng gã. Vài giây im lặng, rồi hùng tà lọt loạn choạng đứng dậy, kéo tôi ra xe, miệng lẩm bẩm. Thôi, về nhà tao ngủ. Tôi bảo, bộ muốn cảnh sát xích cổ lại hay sao? Thế thì tìm hotel. Giờ này còn hotel gì nữa, lên nhà Phong Liều ngủ đi. Hùng tà lọt cằn nhằn, thằng Phong Liều nó đốt hương suốt đêm, ngủ thế nào cho được. Cằn nhằn, xong Hùng tà lọt vẫn theo tôi ngược lên nhà Phong Liều. Có lẽ nhìn thấy xe chúng tôi còn ở dưới sân, nên Phong Liều vẫn chờ. Trong lúc pha trà, tôi hỏi, bén vỗ còn ở Bermazen không? Phong Liều bảo, không còn ở đó nữa, bởi mấy năm trước, bén vỗ mua cái villa to vật vưởng ở Kanswa. Tôi hơi bị ngạc nhiên, nó làm gì mà có nhiều tiền vậy? Thì tiền từ Việt Nam gửi sang. Nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Bén vỗ có thằng em vợ làm ở sở tài nguyên môi trường hay cơ quan thẩm định giá cả gì đó. Do vậy, cách 10-15 năm trước, gọi vợ chồng nó về Sài Gòn lập công ty. Chẳng hiểu bằng cách nào, nó vay được tiền ngân hàng rồi tham gia cổ phần hóa nhà máy, công ty của nhà nước. Cứ thằng em định giá thì cánh thằng anh mua, rẻ như bèo. Chúng biến của công thành của riêng một cách hợp pháp. Dừng lại một chút, rồi Phong Liều bảo, chúng nó cổ phần hóa kiếm tiền một cách hịch đập ăn ngay, cứ như trò chơi ô ăn quan của trẻ con vậy ông ạ. À. Truyện viết từ trại tị nạn Ingeham xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5:30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.